Chào tất cả các bác nhá. Chiều nay là ngày 21 tháng 7. Hôm nay em tiếp tục lên cho bác cái lô đồng hồ và cái lô siêu phẩm của những Cartier và Dunhill nhá. Hàng có bọc vàng bằng khối bác nhá. Bác nào thích cái dòng nào thì em ạ lô em nhé. May toàn siêu VIP thôi. Đấy. Con đầu tiên lên cho các bác một quả này đi. Nay là thanh lý được cái nào thì lấy nhá. Này hàng về mấy con SK chất quá các bác. Đây, mà chơi con này thì xứng xứng một đời luôn. Đây là em t-shirt nha. Đấy, power tích 80 còn là tích cót 80 tiếng này. Độ mới còn 89% luôn. Gần như máy tính mà nhé. Con này. Phải nói là hiếm những con t-shirt nó mới này mà. Đẹp xuất sắc. Đấy, dày dựa nhìn thấy. Quá đẹp luôn nhé, mềm mại chưa? Số này, những này bọc bỏ tí đẹp ngay luôn. Nói chung bác nào mà đeo vừa con này không bỏ qua nhé, đẹp lắm, sang xịn mịn chất luôn. Đem tay cho bác nhìn ngắm này. Biết chưa? Số, ôi, cái đồng hồ đó không có điểm trừ luôn. Cái mặt xanh là cái mặt bản đắt nhất của dòng t-shirt không nhé, không có còn đắt hơn đâu. Em này nó là size 41. Mà em t-shirt size 41. Mã M1 size 41 này. Bác lấy con này em để bác cái giá là chưa nó xuống 10 triệu 9 này. Mà em để bác này với giá 9 triệu. Con t-shirt này thì bác không bế, không con nào có bác bế nó nhé, quá rẻ rồi. Đây, nhé. M1 ạ, size 41 này là 9 triệu. Tiếp tục em lên cho bác một con này đi. Đây là một bản Omega đẹp không chút nói mình nhé. Bản đồ thế giới đấy ạ. Thép của nó thép 316 này. Nhìn chưa, chất thép của nó này. Tiếp theo các bác đeo càng sáng càng đeo càng đẹp. Máy thì cho bác xem bộ máy này. Đấy, máy là máy Nhật nhé. Chống nước này, chống nước 500 mét bác nhé. À 150 mét nhé. 500 feet, 500 feet tương đương 150 mét nước. Đấy, này, máy nhìn đẹp không ạ? Có nhìn đây máy bên trong nhìn biết ngay là máy Nhật nhé. Còn lên tay đẹp lắm. Này có ngờ, con này có cả lịch luôn, một ô của lịch cấp 6 giờ. Em này size 40. Size 40 này. Này em chơi lớn mắt con này luôn nhé. Mã M2 size 40 này. Bao lấy con này em để bác cái giá là 1 triệu 8 đi. Xả cái giá em nó banh nóc luôn mình nhé. Đăng 2 triệu bốt xả xuống 1 triệu 8 bác xem luôn. M2 size 40 giá 1 triệu 8. Em có hai bản luôn, bản này thì cũng đẹp rồi nhé, bản này cũng tương đối luôn. Bạn nào thích bản nào các bác lấy bản đó nhé, bản này quá xuất sắc à. Nói chung là hai con nó chỉ khác màu nhé, không có cái mặt thôi nhé, còn đâu là tất cả như nhau, không khác một ly một lai nữa hết.
máy đều máy Nhật nhé. Độ đẹp của nó thì không phải bàn rồi, rất chi là đẹp. Đồng bản đồ thế giới không yên tâm, cực kỳ điện đẹp nhé. Chống nước con này 105 m luôn, mã M3. M3 này size của nó 40 này. Em để bác này giá 1 triệu 8 luôn nhé, 1 triệu 8 luôn. 2 triệu 2 em xả một cái xuống 1 triệu 8 cho bác nhé. M3 size 40 à, giá 1 triệu 8. Này em về tiếp cho bác một bản này. Con này có đi kèm một bộ dây da bác nhá. Con này có đi kèm một bộ dây da này. Một con Omega này. Bản này thì đẹp chấm hết rồi, không còn gì để bàn cãi nữa. Omega này xuất sắc luôn bác nhá. Một ô lịch nó góc 3 giờ. Một con Omega máy Nhật chống nước 150 m. Cho bác ngắm nhìn bộ máy Nhật của nó này, đẹp chưa? Đấy, cực đẹp mà nhé. Con này lên tay thì không phải bàn cãi cái độ đẹp của nó luôn này. Con này có một đi kèm một bộ dây da bác nhé, đi kèm một bộ dây da luôn, đẹp chưa? Chưa, quá đẹp rồi, quá luôn. Em này nó là size 41 bác nha, con này size 41. Mã này nó là mã M4. Mã M4 này, size 41 này. Này bao lấy em này em để bác cái giá 2 triệu 2. Cái bản này thì các bác bây giờ tìm cũng có đâu bác nhé. Bản này bây giờ đại đại hiếm rồi. Bản này thực sự bao nhiêu bác tìm thật sự không có nổi rồi, để có chơi được nhá. Bản này nó cắt mất hàng lâu lắm rồi, để mà còn sót lại con này thì chỉ có một bác khách duy nhất, bác đại gia bên Hà Nội, bác ấy mua em con này phải, tức là không biết là bác mua về để bác ngắm thôi chứ không phải bác không đeo đâu, để tựa trong tủ bác chơi đây đấy, thỉnh thoảng lôi ra đi uống cà phê cà pháo này, lấy cả bác lấy cả năm 2 năm nay rồi nhé, bây giờ bác mới tinh rồi bác hiểu không? Bác muốn đổi một con Thụy Sĩ. Đấy. Con này trước bác mua 3 triệu 2 của em này. Đẹp chưa? Con này thật sự rất là hiếm nhá, lâu lắm rồi, 2 năm nay không có hàng rồi. Có nhìn sướng mắt không ạ? Mà bác xài 2 năm nay bác không có kêu ca phàn nàn thế nào, chính là con đồng hồ rất chất đấy nhá. Núm còn nguyên núm của nó. Đấy, mã của nó này bác nhé, mã M4 này, size 41 này, giá 2 triệu 2. Con này bác là nhanh tay bế ngay về nhé, thật sự. Con này đi kèm theo của nó một bộ dây dây da bác nhé. Đây là một cái SK mặt vát này. Nên về là con SK mặt vát này bác nhé. Đây có mặt xanh. Đây là mặt bát đây. Con này các bác thì đây là một con SK mặt xanh này, có một nhà sưu tầm bên Hà Nội. Đấy, bản này là bản bản những năm 9 mấy bác nhá. Đây người nhái thì đấy, bản chấm cạnh người nhái này. Một cái bản đắt nhất của dòng SK
bản là bản chính hãng thôi nhé, không phải bản mới bây giờ đâu. Mới bây giờ thì các bác xài nói chung là nói lắm, nhìn nó không có được xài được ba đinh ba chốt, ba chốt rồi nhé, chỉ xài được hai núm thôi, không xài được ba núm đâu. Mình nhìn đây, tất cả của nó bây giờ bằng inox nhé, riêng con này bằng thép các nhìn ạ. Hàng mà mua hàng, pha kem bây giờ nó toàn bộ hàng hàng inox thôi, không được hàng nhái này, không được hàng thép nữa các nhé. Đẹp chưa? Con này không yêu yêu con nào các bác. Một con SK bản chính hãng luôn. Mặt thì đẹp xuất sắc. Ai một lịch. Không 3 giờ. Này là SM1 này. Đấy, dài 40 này. Con này giá của nó là 3,2 triệu. 3,2 triệu SM1. Mã SM1 này, size 40 giá 3,2 triệu. Cái dòng này luôn luôn nó là một cái gì đó nó rất là đặc biệt các bạn nhé. Cực kỳ đặc biệt so với dòng đồng hồ. Bác cứ hỏi mấy em là mấy con Rolex. Rolex em rất nhiều. Đây, con này để mà anh đi xả bác, những con này bác không bế ngay nó về thật sự đáng tiếc này. Đây ạ. Con em này nó siêu đẹp quá nhá. Đây là một em Monavo Movado. Đấy, một con Movado chạy pin bác nhá. Độ mỏng rất là cao luôn, cực kỳ mỏng luôn. Đấy, dây vàng chóe chóe chóe. Nó ở bên Nhật bao nhiêu năm nay mà các bác nhìn vẫn vẫn mới. Đẹp chưa? Bên tay này không đẹp ăn tiền nữa. Đẹp xuất sắc luôn này. Sai nó đẹp luôn. Sai 40 rồi nhé. Mã M5. Sai 40. Và lấy con này em để bán cái giá là 1 triệu 2 luôn. 1 triệu 2 cho các bạn sử dụng một con Movado này. Đấy, mã M5 rồi nhé. Sai 40 giá 1 triệu 2 luôn. Tiếp tục lên bác một OP này. Con này bắt đầu nhanh tay nhé. Con này, con này rất là xịn luôn. Nó xịn nhất trong tất cả các dòng đồng hồ chạy pin nhà em luôn. Đấy, bản này bản full 3 kim thôi nhé. Đấy, 3 kim đều chạy luôn. Một ô click góc 4 giờ rưỡi. Đẹp chưa? Độ mới, độ sang, độ xịn của con OP này nó xuất xuất chúng luôn. Con này thì bác không nên bỏ qua, con này em khuyên chân tình luôn, con này rất là chất lượng. Kể cả logo này, hàng nó van nước vàng nó đẹp quá nhé. Đáy của nó khỏi bàn rồi. Một con mặt kính sapphire nguyên khối này, chống nước 30m. Ra ban mốt. Thế là các bác đủ hiểu con này nó xịn thế nào rồi. Đây một siêu phẩm của OP. Con này các bác không lấy em cắt mắt em để em đeo được, con này thật sự đeo này rất chất đấy mà. Con này em tính cắt mắt em đeo mấy lần nhưng mà thôi nhiều đồng hồ quá chưa đeo hết thì. Các bác nó phí. Size con này là size 43 các nhé. Size quá mỹ mãn luôn. Đây, mã M7.
size 37, size 43 này. Bác lấy con này để bác cái giá là 1,4 triệu. Riêng cái bản này là đắt, siêu đắt đỏ rồi. Chúc nó bác nào mà bữa cái này về là chúc mừng nhé, may mắn nhé. Con này nó quá xịn đi. Nhưng con OP này bác không phải bàn cãi nữa. M7 size 43 giá 1,4 triệu. Các bác nào mà thích chơi sang Thụy Sĩ này, em lên cho bác con Thụy Sĩ chính hãng nha. Đây, một con hàng chính hãng Thụy Sĩ này, bản 2 kim này, CK 70m này. Đấy, đây là một bản chính hãng Thụy Sĩ nha. Đẹp lắm, con này đẹp lắm bác ạ. Đồ đẹp của nó không phải bàn cãi. Con này hàng chính hãng Thụy Sĩ mới nha. Size em là size 43. Mã M8. Hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn, M8 này. Size 43. Bao lấy em này em để bác cái giá là 1,5 triệu luôn nha. 1,5 triệu một con hàng chính hãng Thụy Sĩ luôn. Rẻ hơn con máy Trung Quốc. Mà con này là hàng chính hãng nha. Cho em để bác 1,4 triệu cho lành nhé. 1,4 triệu đi cho số 5 không thích. Mã M8 này, size 43 giá 1,5 triệu. À 1,4 triệu. Nếu bác nào thích làm đu bông, bác hỏi bác em đu bông xịn sò đây. Nó thích chơi hàng còn full sổ đây, con này còn full hộp sổ luôn nha. Nó thích chơi đan hưu rồi mà. Full hộp sổ nhé, con này bàn cổ nhé. Tất cả con này là còn full hộp sổ luôn cho các bác. Yêu chưa? Vàng nó là vàng, con này vàng 14K nhé. Sản xuất năm 1995. Này, con này bọc vàng 14K nhé. Đấy, bác nào mà kết em này thì các bác bế về luôn này. Đấy. Đấy. 60 mét nhé, con này sản xuất tại Thụy Sĩ luôn này. Đơn hưu. Yêu chưa? Con này mà bọc vàng nhé, bọc vàng 14K. Con này quá đẹp luôn nhé, chưa hề cấn vợ cấn bạn luôn này, đẹp không ạ? Đây, nó chiêm ngưỡng con này thì nó đẳng cấp luôn. Chơi con này thì nó nhiều tiền một tí nhé, nhưng con này là full hộp nhé, full hộp có nguyên cả sổ này. Đấy, con này sản xuất năm 1995 nhé. Bác này chơi được, có điều kiện chơi con này đúng không ạ? Em lên cho cái giá này yêu thương luôn này. Mã này M cộng này, M cộng 1 này, giá con này là 3,5 triệu. Đấy, bao chỗ này thì không thể lãng phí đâu nhé. Em nhập vào 4,2 triệu này, không dối bác thế nào luôn. Em ban để cắt lỗi mà ra 3,5 triệu này. Đấy, giá nhập của em nhập nhiều năm thì em chơi ở ngoài em để cho bác chơi chứ. Đấy, ok chưa? 4,2 triệu nhé. Để bác 3,5 triệu này. Đấy, mã M cộng 1 nhé. Đấy, mã M cộng 1 giá 3,5 triệu. Con đơn hưu này. Bác nào thích chơi con Cartier này không ạ? Là full hộp nhé, hộp tất cả hộp cổ ấy bác nhé, không còn hộp đời mới đâu ạ. Này, cho bác ngắm nhìn những con Cartier này. Này, đây những con đây bác nhá, dưới này là bọc vàng bác nhá, còn ba cái đai này, ba cái đai bác nhá, đây là vàng khối nhá. Đấy, vàng đúc nguyên khối bác nhá, ba cái đai này ạ.
cá tia. Còn tất cả phần bên ngoài là đều bọc vàng hết bác nhé. Có bớt đai chỉ là bằng khối thôi ạ. Bông cá tia này. Mã code đầy đủ này, con này sản xuất tại Thụy Sĩ này. Đẹp chưa? Giữ băng giữ tôi này quá phí bác ạ. Có nhớ em ba cái đai này nhé, là vàng đúc nguyên khối bác nhé. Đấy, nó bằng ba cái nhẫn mình hay đeo bác nhé. Con này chơi xứng đáng đồng tiền bác ạ. Này này em nhập 6,6 triệu này, có nhìn chưa? Đấy, 6 triệu 6 nhập vào nhé. Mã M cũng là Mã M cộng 2 này. Mày M cộng 2 em để bác này với giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi nhé, bởi vì con này tại sao em dám mua hơn 6 triệu, vì nó có ba cái đai vàng bác này. Đấy, nó ba cái đai vàng khối nguyên đúc này, vàng đúc nguyên khối này. Ngày xưa thì vàng chắc vàng rẻ nhé, bây giờ vàng đắt thì em không biết bao tiền đấy, nhưng mà đấy, ba cái đai vàng vàng khối này. Em mua lúc đấy mấy năm về trước em mua đã giá đã 6,6 triệu, trong đó là vàng này không biết là cân lên là bao nhiêu nhé. Con này đây, cam kết bác không nhé, bao bác con này là vàng đúc nguyên khối nhé. Đấy, ba cái đai này là bán ra bao giờ em không biết nhé, vì em chẳng bán bao giờ. Thì con này em để bác cái giá là 5,5 triệu. Đấy, bây giờ các bác bán vàng đi, với giá vàng thời điểm bây giờ em khẳng định các bác sợ còn lời đó, nhưng mà em cũng không biết tháo nhé. Ok ạ, vàng đúc này thấy nhở, giá 6,6 triệu này. Đây, mã M cộng 2 nhé. Đấy, giá 5,5 triệu này bác nhé. Toàn thân bộ thân vỏ này nhé là màu vàng, còn ba cái đai này tức là ba cái nhẫn này mà nhé. Đấy, là vàng đúc 10 khối. Đấy, mã M cộng 2 nhé, giá 5,5 triệu. Còn bác là thích chơi dòng siêu đẹp đây, con này full hộp này, con đan hư là full hộp này, full hộp con này còn cả full có cả thẻ nhá, hộp sổ thẻ luôn này, con này full hộp sổ bác nhé. Bác nhìn chất liệu màu nhung này, hàng nói chung là hàng hot thì nó thế tầm đó cứ đó bác nhé, vì nó là hàng nói chung là rất nhiều tiền rồi, tâm ra là nó sẽ không có đồ rẻ nhá. Đây đấy, em mua 4,7 triệu này, vàng 24K này, bọc vàng cái này nhé, bọc vàng 24K này anh chị ạ, sản xuất năm 1995 này. Đấy, em ghi chi tiết hết bác nhé, mình dối bác làm gì đấy ạ. Chữ ngày xưa bác nhìn nó nhòe mặt nhé, không phải bây giờ bác bảo là em ghi thêm nhé. Đấy là chữ ngày xưa nhé, mực nó còn nhòe đấy rồi đấy. Đây là em đan hưu này. Đấy, ok chưa ạ, cement này, margin sản xuất nước nào đấy các bác này. Đấy, biết chưa, cái gì ăn cuối cùng. Con này là gốm nhá, tất cả cái này này bọc vàng quá nhá. Đấy, tất cả các viên này bọc vàng hết này. Đấy, còn đây là gốm nhá, gốm đen này, nó là chưa đan hưu này các bạn. Em mua 4,7 triệu rồi, mã M cộng 3. Mình bán bao nhiêu ta? Hôm nay em để bác cái giá là 3,2 triệu. Đấy, một con đan hưu 3,2 triệu bác này. Đấy, một con đan hưu 3,2 triệu.
Đấy, mất điện các bác ạ. Thôi, hôm sau em lên tiếp nhé. Đấy, video này xin phép tạm 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 biệt các bác nha. Xin chào các bác ạ.